năm qua chứ gì đâu. À, ông cho con thử em coi coi, em thấy em chưa có con miệng mồi. Mồi, con này cũng đó, lúc nào nó chơi đâu. Đó nó trắng vậy thôi chứ đòi gì nữa. Dạ, nó này là chú trắng. Dở lên cho em bay qua giặt lộn vài món. Dở đó, anh dở cho con trắng thử coi. Là chim em nó chim mồi chứ không chim đá. Dở cửa không anh? Con nào không biết, con nào mà lấy sang không? Trời ơi, không biết con riêng hả? Biết chị mình nó khác chị ngay. Đợi đi anh. Đấm vô lại. Con em nó rất lâu quá. Lì lắm, con này lì lắm. Lì lắm. Ủa? Đó, con này chạy được thấy không? Ờ, chắc nó chạy quá. Chạy. Thiết, con này dữ lắm. Bố nhiều quá. Con này à, nuôi 4 năm mấy rồi đó. 4 năm mấy hả? Ừ. Con em mới 2 năm mấy à? Ừ. Tông rồi. Rồi bắt ra đây. Còn bên kia tông rồi. Chạy rồi. Đợi đến bắt ra nha. Bắt được. Được, được. Nắm hai con luôn, nó bung kia ra. Nó bung. Rồi đến nắm rồi.